Kính thưa chị Thùy Duyên, hôm nay tôi đến chợ Ba Bằng, là chợ sáng Ba Bằng. Đây là chợ Ba Bằng, là gọi là chợ sáng. Chợ chiều thì ở trên kia, thì chợ sáng thì bán ít đồ hơn chợ chiều. Thì hôm nay đến gặp hoàn cảnh của chị gì đây để hỏi thăm chị. Dạ, chị tên gì chị? Chị tên Tiên. Cái gì Tiên? Trần Thị Tiên. À, chị nhiêu tuổi? 64 tuổi. Dạ, thì chị mắc hết một chân. Dạ, bị tật nhỏ lớn còn giờ không? Bị tật nhỏ lớn. Dạ, rồi đứa cháu này? Đứa cháu này cha mẹ chết rồi, bị cha mẹ điện giật đó, 3 tháng 2 rồi. Đứa cháu nhỏ này thì bị ba mẹ đi điện giật chết hả? 3 năm nay hả? 3 năm nay. Rồi, con tên gì con? Trần Thị Bé Ngoan. Trần Thị Bé Ngoan, con nhiêu tuổi? Con 12 tuổi. Con có học không? Học lớp 2 hoài, không có lên lớp chừng. Ơi, học dốt, không dốt vậy đó hả? Quá gì học chảy. Dạ, thì thôi hôm nay cũng thay mặt chị Thùy Duyên cái gửi cho chị bịch gạo 10kg với 500 ngàn nha. Dạ, 500 ngàn. Dạ, dạ đây. Khỏe mà mấy cậu mấy chị nha, mang ơn mấy chị lắm. À, chị Thùy Duyên, à, cô Thùy Duyên, dạ. Ba khỏe mạnh giỏi đây. Dạ, thì chị đây nè. Quá khổ rồi, qua vậy đi kiếm tiền nó đi học đó. Dạ, vậy là chị có 500 ngàn rồi, học cũng được mấy bữa ha. Dạ. À, dưới bịch gạo để ăn nha. Dạ, thì nhắc lại thì cô Tiên đây 67 tuổi hả chị? 64 tuổi. Chị có tật thì đang nuôi đứa cháu, đứa cháu 12 tuổi, học cũng dở. Thì cha mẹ thì mất hết không có tiền bạc để sống qua ngày vậy đó. Nó mà để lại mấy chị em có em hả? Không. Nó có mình anh đó đó. Ba mẹ nó đỡ cho chị nuôi đó ha. Dạ, nuôi đó. Hàng ngày đi xin tiền để nuôi cháu. Nuôi cháu, cho đi học mà học cũng dở nữa. Phải học giỏi được quá. Dạ. Thì hoàn cảnh cô Tiên rất là khổ. Hiện nay bởi thì anh biết tôi kiếm tiền bán cái xấu, không có vốn bán, có chuyện triệu bạc mình bán vòng có tiền, nó có vốn chừng. Bây giờ khổ mà đi xin hoài cũng ngại. Rồi giờ tính là bán vé số là không có đi xin nữa hả? Không phải, mà mình bán kèm chừng về xin về nó cho thêm vậy đó. Thì chứ bảo anh về bán không có nhiều đâu. Vậy hả? Cũng như vừa bán vừa xin luôn vậy đó ha. À. Là kiếm khoảng bao nhiêu tiền vé số được? Giống chừng thì triệu bạc mấy trăm vé. Triệu bạc trăm vé là bán được hả? Bán hết cho mình chút đỉnh anh về vậy đó. Dạ. Dạ, thì thôi để tôi quay cái clip này để gửi đến chị Thùy Duyên có thể có giúp chị thêm nữa thì bà bán số nha. Dạ. Làm vốn bán số. Dạ. Để nuôi đứa nhỏ này thì cha mẹ thì mất hết. Hoàn cảnh cũng vô cùng khó khăn. Thì một lần nữa cũng tung thay mặt chị Thùy Duyên có gửi cho chị 500 ngàn và một bịch gạo. Chị hàng ngày chị đến chị ở vùng sâu vùng xa, chị ở xã nào chị? Xã Vinh Nhuận. Chị hàng ngày đến thăm đến chợ, đến chợ để xin tiền những nhà hảo tâm để về nuôi cho đứa cháu. Đây là ba bạn hồi xưa tới giờ. Một ngày mình xin được nhiêu hả chị ha? Một ngày kiếm 178 mà đi xe chống hết 60 rồi. Một ngày kiếm mình người ta cho được 178. 178 chứ không nhiều. Rồi cái đi xe hết 60 rồi ha. Đi xe 60 rồi. Thấy học được 2-3 bữa. Rồi. Thấy cháu thì cũng tội nghiệp rồi. Bà lớn mà. Bà lớn mà mồ côi cha mẹ rồi. Rồi sáng giờ có xin được nhiêu gì hả chưa? Được có mấy chục ngàn mà. Sáng giờ được mấy chục ngàn hả? Bây giờ hôm nay không có ai đi xin, không có ai đâu đi chạy đâu. Bữa nay tự nhiên cho bịch gạo với 500 ngàn thì bằng mình đi xin 3-4 ngày. Mấy ai chị tự nhiên lắm đó, em chúc chị khỏe mạnh. Nhưng nào mà chị có giống chị giúp em chút đỉnh thì buôn bán cháu, mua cháu ăn vậy.
Bảy nè, với Thẹo đó anh ơi. Dạ thì tôi không gì, tôi là nhiệm cầu nói thôi, làm thiện nguyện thôi để cho mạnh thường quân giúp đỡ những người nghèo thôi, chứ không có, tôi không có giúp gì được nhiều. Dạ. Tại vì anh biết sao không, ở đâu cũng vậy, trên chất đau nó kêu đi qua đi bán cái xấu gì bán này cầm nó mới cho mà đi xanh, mà anh nghe không cầm cái xấu nó đi xanh nó không cho. À, vậy cầm xấu thì bán gì đó em như mấy người chánh quyền á ha. Chánh quyền đó. Chánh quyền kêu mà cầm giấy số cho mình đi xanh thì nó bán cái xấu thêm. Dạ. Em có vốn cũng chẳng biết hỏi ai vậy. Bởi vì nó khổ, xin vòng vòng ở đây chút về vậy đó. Dạ. Chút đỉnh cho cháu đi học cho vợ biết ai đâu xin. Dạ. Dạ. Chúc mấy chị mấy cô với mấy cậu khỏe mạnh hết trơn. Dạ. Bảy thì... rồi đó chúc em mang ơn dữ lắm đó. Dạ. Thôi một lần nữa cũng thay mặt chị Tỳ Duyên chúc chị được nhiều sức khỏe nha, để tiếp tục nuôi cháu ăn học nha. Thôi xin chào chị Tỳ Duyên. Chị có đôi lời gì cảm ơn chị Tỳ Duyên đi. Mà em chị Trần Thị Tiên cũng như là có mặt anh Bảy ảnh cái gãy mấy cân gãy chị chịu đi buôn bán, chị rất cảm ơn mấy em Tỳ Duyên gãy đến cho chị mà chúc mừng mấy em khỏe vui vẻ năm nay nha. Dạ thì dạ thì cũng thay mặt chị Tỳ Duyên cũng chúc chị nhiều sức khỏe, rồi mà lãnh giấy số, mua giấy số mua mai bán đắt nha chị ha, để có tiền nhiều để có lời chút đỉnh thì nuôi cho đứa cháu nội thì trăm tấm giấy số thì lời được 100 ngàn. 100 ngàn cũng chạy được là dai vậy. Dạ nhưng mà tôi nghĩ là chị bán mau lắm đó. Tại vì tại người ta thấy chị vậy đó, chắc có thể là bán mau lắm. Cảm ơn nha, Bảy với chị Tỳ Duyên khỏe chân nha. Thì đây là cái cầu qua bà. Nãy giờ Bảy xe. Chân thì đâu có làm gì được, chỉ có đi xin hay là bán vé số thôi. Dạ. Thì còn thay khổ. Khổ quên nữa rồi ông xã. Ông xã chết lâu rồi. Dạ ông xã chết lâu rồi hả? Bởi vì còn hai bà cháu cái nhà bỏng với mẹ ông đi làm giật đồng này lâu lâu xin kiếm mua gạo với đồ ăn. Vậy là ông xã chết rồi cha mẹ của đứa bé cũng chết, đứa bé tên gì quên rồi? Trần Thị Bé Ngoan. Trần Thị Bé Ngoan, 12 tuổi. Học 3 năm ở lớp 2 không? Giờ chơi nên chở nó đi chích ngừa đó nè. Dạ, rồi học gì thôi, học dở quá thì thôi kệ. Cho anh học đỡ nha. Biết chữ được rồi. Nó lại gai cho giờ bỏ không rồi nó giống rồi nghiệp nó đâu dạ. Nó giống sao vậy. Chị có đưa lại mà chúc mừng chị em Kỳ Duyên với anh Bảy đồ khỏe mạnh cho nha. Dạ dạ. Năm nay khỏe mạnh đi đừng mà cho người khác. Chị rất mừng ơn của em. Dạ thì giờ chúc sức khỏe có tiền để giúp đỡ người khác nữa ha. Xe giờ chấm sáu chục ngàn đồng bạc nó chứ đâu hết đâu. Dạ, bữa nay đi xin còn đủ tiền xe nữa. Đi xin bữa nay bữa gì cũng chát, bữa mấy chục ngàn bạc. Bữa nào đắt thì được trăm ngoài. Bữa nào hàng người ta cho ít thì được sáu bảy chục bảy năm chục. Dạ. Cảm ơn mấy dạ, em. Dạ 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 rồi cảm ơn chị, chúc chị nhiều sức khỏe mua mai bán đắt. Dạ rồi.